buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kết gió màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn mong người người hay cha. Người là vì sao nhỏ bé, tâm ai ước cho lòng là một bầu trời xanh. Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio đang theo dõi kênh video của Loa Toàn Giải Hà Đông. Vậy thì hôm nay nó là rơi vào chủ nhật, chẳng có cái hàng mới về để test cho các bác cùng tham khảo. Nhưng mà hôm nay em vừa nghĩ ra một cái trò khá là vui. Chúng ta sẽ chơi 4 quả toàn giải của Audax. Modem cùng nhau, series cùng nhau, mọi thứ trùng nhau, đồng pha, đồng chất. Chúng ta sẽ ghép vào để xem các bác với em đánh giá chất âm khi nó phối ghép cùng nhau sẽ ra sao. Có bác là loa của Pháp thì luôn có một cái đặc trưng cũng riêng biệt, loa của Anh có một đặc trưng riêng biệt, loa của Mỹ có một đặc trưng riêng biệt. Mỗi một dòng loa, mỗi một hãng loa nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc khác nhau về chất âm, về cách thể hiện của nó. Thì mỗi một hãng, mỗi một nước nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cảm giác khác nhau. Thế nhưng mà nhận xét về đôi loa nhỏ nhỏ Bass 20 Audax này thì khi nó nghe một mình thì em cũng cảm thấy nó khá là mềm mại, ngọt ngào, đúng chất, một chút gì đấy mượt mà lãng mạn theo cái gu của người ta. Và ngày hôm nay thì em đã đấu lối song song cả 4 quả lại với nhau. Thì các bác là rõ ràng nó có sự nổi trội hơn, đúng không? Kết hợp 4 quả nó phải hơn 2 quả. Nhưng mà do cái loa này, 4 cái loa này nó cùng modem, cùng đồng pha, đồng chất với nhau nên chúng ta sẽ rất dễ phối ghép. Không cần phải, em không, ở đây em không sử dụng cái gì để cản bớt chúng nó cả, mà em sẽ đấu song song trực tiếp luôn. Đấy, các bác như vậy. Thì trường âm nó khá là lớn hơn này, chét lên nhiều hơn, trầm nghe đã hơn, và cái phần trung trầm nghe rất là thích, những cái tiếng phịch các bác nghe thấy ở trong video phịch, những cái phần đạo cụ ở phần trung trầm nó khá là phê pha. Cũng dễ hiểu thôi, đúng không? Một đôi 20 kết hợp 4 đôi 20 thì tất nhiên nó phải có sự khác biệt rồi, đúng không? Không cần phải nói thì các bác cũng biết rồi. Thế nhưng mà đấy, em phối ghép và test nó sẽ là như vậy. Còn bác nào có nhu cầu các bác chơi một đôi cũng được, hoặc các bác nào mà có điều kiện các bác chơi luôn cả 4 quả Audax luôn về các bác chơi.
Bốn quả áo đắc này nghe tiếng trầm ở ngoài như vậy đấy, em cảm thấy khá là bông, khá là êm rồi đấy. Các bác có thể là những cái phòng không gian của các bác kín và có những cái phòng riêng, các bác làm luôn một cột chơi bốn quả này ván hở luôn và các bác như vậy. Còn nếu như phòng chúng ta mà nó phòng khách nó loãng một chút thì chúng ta lên vào thùng. Còn nếu như một phòng audio riêng, có không gian riêng kín đáo thì các bác chơi luôn bốn quả này với một cái ván hở là tiếng trầm cộng hưởng sẽ lên khá là ok rồi. Em nghe không như vậy thì em đã cảm thấy tiếng trầm rất là thích. Đấy, tiếng trầm nó rất là êm bông, mạnh mẽ đấy các bác ạ. Trầm khá là mạnh mẽ đấy. Rồi, em đấu song song thôi. Còn Audax này thì ở video trước em đã giới thiệu rồi đúng không? Mặt trước mặt sau khá là ok, cả hai đôi đều hoàn hảo. Hệ thống phối ghép ngày hôm nay thì vẫn như mọi lần thôi, vẫn đầu PlayStation và một con âm đi Am Chem Mid. Con âm đi Am Chem Mid này khá là đẹp các bạn vậy. Hôm nay là ngày nghỉ chủ nhật nên là em mở quán từ chiều, nên là có rất nhiều người ra và rất là thích, nhưng mà chắc là đang còn băn khoăn về kinh tế một chút. Thế nhưng mà rất nhiều người ra đây chơi và nghe và ngắm em nó đều rất là bị em nó mê hoặc về cách thiết kế rồi là về chất âm khá là tuyệt vời, mà em cũng rất thích chất âm của dòng Am Chem Mid. Biểu hình như con Am Chem Mid hôm trước ấy, con nó dài hơn con này, con đấy nó nguồn trong thì nó thể hiện đã quá là tuyệt vời đúng không ạ, nhưng con Am Chem Mid này thì nó chất âm của nó lại có một chút hơi khác con kia một con lần trước một chút, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được phần trung âm hay, mượt trầm tốt, cao cũng khá là tốt. Đặc biệt con Am Chem Mid lần trước thì trung âm của nó quá nổi trội, nó quá tuyệt vời đúng không ạ. Chưa cảm em cũng được nghe cũng ít âm ly thôi, nhưng mà chưa cảm nhận thấy con âm ly nào thể hiện cái phần trung âm nó lại tốt như con Am Chem Mid lần trước. Này, khá là ok rồi. Ok, về đôi loa này thì có giá rồi đúng không các bác, 4,5 triệu một đôi. Các bác chơi luôn cả hai đôi đi, về setup chơi cho nó đã, rất là sướng. Rồi, hôm nay chẳng có hàng về thôi, làm video như này vừa là chơi cho đỡ nhớ, vừa là phối ghép lại để cho em cùng các bác chúng ta sẽ tham khảo thêm về chất âm của những đôi loa nó cùng modem khi phối ghép với nhau thì nó sẽ như thế nào. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi kênh video của Loa Toàn Giải Hà Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.